Chào mọi người, chào mừng các bạn đến với Covid Talk của Chiến Phú Thọ. Hôm nay chúng tôi được sự cho phép của một vị chủ nhà rất là đáng mến là anh Duy. Hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm anh Duy và thăm cái căn viên 2012A tại khu đô thị Vinhome Imperia Hải Phòng. Mời các bạn theo thôi. Chủ nhà rất tính nhé, không được vào cửa luôn. Chiến Phú Thọ đến review căn nhà. À, đây là đầu tiên, đây là phòng khách nhà mới nhận ra đồ đạc chưa có gì. À, cho em xin phép hỏi một tí là những cái đồ trang trí này mới nhận, đang chuẩn bị thay hết của chủ cũ nhé. Không biết mà cái là thay hết bởi vì đây là nhà mới nhận, cái này là đồ của chủ cũ để lại. Đấy, mình mua lại thôi chứ không phải mình xây mới. À ok, em tưởng anh đang chơi đi sang gian bếp nhỉ? Cùng thế là sang bếp rồi ạ, sang gian bếp. Đây. Nói đi, căn này tầm 500 mét. Ở bên kia là có view hồ bơi ở góc kia. Đây là căn cuối của khu này. Hai mặt tiền. Đúng rồi. Một mặt hướng ra công viên và hồ bơi ở đây, và một mặt hướng ở đấy đây. Đúng rồi các bạn ạ. Đấy. Cái người mà có nguồn kinh tế dồi dào sẽ thích những cái căn như thế này, rất là yên tĩnh. À, lên tầng 2 nhỉ? À vâng. Hôm nay thì dẫn ra lên tham quan cả tòa nhà luôn. Hiện tại thì căn đang vẫn để cái nội thất của đồ cũ. Đây, chủ cũ đã dọn hết đi rồi. Đầu tiên đây là phòng xem phim nhá. Đây là phòng dạp chiếu phim. Đấy, anh bật lên cho mọi người. Đây. Đây dạp chiếu phim được ghế này. Sắp xếp đây rồi nhưng mà chắc là cái phòng này mình sẽ không đổi lại đâu. Sẽ thử ra nào. Ủa, ghế ngồi rất chắc chắn các bạn. Bộ ghế này chắc là tôi tính đi tính lại rất là tầm trên dưới 450 triệu. Rất thoải mái. Chúng ta sang cái phòng bên kia. Đây là một phòng ngủ nhỏ. Thì thôi, tắt điện đi. Đây là một phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ này thì cũng nhỏ hơn. Thế thường cái phòng này thì sẽ dành cho khách. Đây thêm một phòng đây gọi review được phòng tắm thế này mua. Có phải đây là phòng tiếp theo là phòng ngủ chính. Đây chủ nhà có thể ngủ đây. Một phòng nữa. Ừ, chính là đây. View chúng ta có thể nhìn qua thấy cái hồ bơi. Kia là hồ bơi. Đỉnh các bạn ạ. Bên kia chúng ta sẽ có hồ bơi và sân phơi. Ngày nóng nực mà cư dân ở đây thì thao hồ sang đấy gọi là tắm mát giải tỏa cơn khát những cái ngày này nóng bức, quá tuyệt vời luôn. Thì mình xong căn này mình còn sẽ sang căn nữa là mình ở kia cơ. Có thể là thành căn anh ấy mới mua cả một căn nữa à? Ôi thế thì quá tuyệt vời luôn. Nghe anh gì đó trong đội ngũ của kênh Vlog Chiến Phú Thọ mở mang hội họp tầng 2. Ôi, quả này mô đánh bài thôi đừng hỏi luôn. Thực ra là có tất cả mọi thứ đã được trang bị sẵn rồi. Đây mọi người ạ, mọi thứ đã được trang bị sẵn. Tất cả phục vụ toàn bộ luôn. Đầy đủ. Hai phòng tắm đều có. Mình review qua cái phòng tắm chút. Review. Vào xem phòng tắm. Các bạn nha, lưu ý này, những người có tiền phòng tắm nào cũng phải vào đứng đó. Cửa kính này. Rồi đó. Tắm thử cho các bạn. Thôi nhá, cái cửa này, clip này là tắm thử để thôi nhá. Tắm thử cho các bạn xem. Rất đẹp rồi, tiếp tầng 3. Nhà này là vừa mới dọn ra. Thế anh kế hoạch sắm sửa đồ đạc, anh nhập khẩu được chưa? Đang có mấy bên thiết kế, mời chào anh chưa ưng được mẫu bản. Tầng này phải mua mấy đồ nhập khẩu nha, xứng được với căn nhà ấy thật. Đây tầng 3 thì chúng ta sẽ có phòng làm việc này. Đây là phòng làm việc. Sau đây mở phòng live stream. Đó. Đấy. Đây là phòng làm việc. Tôi nghĩ là các bạn đừng quay phòng làm việc để sang đây quay quả bồn tắm bên này. Đấy. Thế rồi luôn. Đây sang tiếp phòng ngủ. Đấy, chính thì tôi sẽ tắm thử luôn cái phòng này. Wow. Đây phòng ngủ chính cho
gia chủ thì ngủ đây, mà nếu như muốn tắm bồn các bạn đây này, đây mới là gọi là cái lưới sông tắm bồn này, biết là nó như thế nào rồi. Xem nước mọi người xem, mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng vừa nhận xong đây, giới thiệu cho một cái gì các bạn biết, một quả bồn cầu cảm ứng. Nhưng mà tôi xin phép sẽ không sử dụng. Đi thử thì cái này hiện đại quá. Hiện đại ở phần nào anh? Đây mọi người nhìn này, nó có những chức năng này, power này, đèn này, đang bật đấy. Đây là nhiệt độ nước này, dryer tem này, là một sấy khô đấy các bạn ạ. Đấy. Sấy cái gì ạ? Sấy cái lúc mà mình khi mà mình đi vệ sinh xong ấy. Ok ok ok. Thì nó sẽ ok. Google để biết thêm thông tin chi tiết, mình không chỉ rõ cái này hơi gọi là tế nhị một chút. Hôm nay được review cái này đúng không ạ? Đây là mình sẽ nhìn ra bên ngoài. Đây là các bạn. Đây là nhìn ra bên ngoài. Quá em thôi. Xe thì mình đậu ở bên dưới. Wow. Thế giới luôn. Đây là khuôn viên ở bên ngoài. Chia sẻ thêm với các bạn một chút là từng là một nhân viên của Vin, tôi rất tự hào. Vinhome và Vingroup đã mang lại những cái dự án đỉnh của chóp như thế này. Đây là một phòng vệ sinh nhỏ. Đấy, không có gì đáng kể. Nếu các bạn xem cái phòng vệ sinh kia thì cảm giác phòng này nó bé rồi. Mình lên tiếp phòng nước, tầng nữa nhà. Còn tầng nước à? Hơi nhiều phòng. Tầng này chỉ là tầng phơi phóng thôi. Khu vực phơi phóng. Trên này thì kết được một người. Trên này lại không thể giới thiệu. Quả phơi này nhìn rất là chán đời nhé. Phơi phóng với này, bàn thờ sẽ được để đây. Chúng ta sẽ phơi phóng rồi bàn thờ sẽ để ở phía này. Cây hiên ở ngoài để phơi phóng cửa nhà mình quá. Quá trộm nhất hết. Còn cái này cũng khoáng đấy. Lên đây mà không cần là căn, căn này với căn đối diện được thiết kế giống nhau về ngoại hình, nhưng mà ở bên trong nội thất thì có thể là thay đổi hơi chút ra chỗ. Đây đây hút cần tuyệt vời không vậy? Bay sập, bay đến trên này luôn. Đấy vậy là xong rồi. Thế là mọi người ở căn sau đi sâu ở bên trong kia thì chúng ta sẽ xem thêm căn nữa. Ờ, cảm ơn mọi người nha. Ai chưa đăng ký thì subscribe, like, share. Xuống lên con nhanh nhanh con chờ cái